hai cái này vàng với em. Em mở hai cái luôn rồi. Gì vậy? Mở hai cái này nó vang lắm. Rồi, chúng ta qua ôn tập. Phương trình lượng giác. Rồi, cho con nhìn nha, bài số 1. Thầy sẽ cho chúng ta làm tổng hợp lại. 1 khai mạc như phút em. Rồi. Bây giờ mình sẽ ôn lại nha thầy. Mỗi dạng phương trình lượng giác cơ bản chúng ta sẽ ôn lại một ba loại. Một cái là theo nghiệm hai bên đều có chữ x, một cái là chỉ có chữ x một bên, và một cái là nghiệm xấu chúng ta phải dùng chữ a, được chưa nào? Rồi tụi con chép đề vào cho thầy đi nè, nhanh lên nè. Thầy xuống hàng nha, xuống hàng được chưa? Con tranh thủ chép đề chung với thầy nha, là mình giải quyết cái bài tập này. À vậy bữa lập sao bằng với em á hả? Hả? Gửi mà chị luôn nhận giùm em à. Nó gửi về trường mà trường em một bít ly rồi sao à? Mất công đài nó qua, đài nó qua bên Thủ Đức mình không? Hai ba lần không? Tội nghiệp ba.
À, con chép thầy ba phương trình cứu nữa là chúng ta xong được bốn dạng sin, cos, tan và cotan, rồi sau đó thầy sửa bài tập. Là cái tiết này chúng ta ôn cơ bản ha, rồi sau đó chúng ta qua cái tiết sau là chúng ta sẽ học tiếp tục phương trình bậc hai. Dài lắm luôn. Được chưa? Nguyên gì ta? Nguyên một bài luôn. Ổ. Mày chọn từ. À, đối với phương trình sin bằng sin thì mình ráp công thức nó chính là bằng căn bằng 2 phương dạng là fx bằng gx cộng k2π fx bằng bi trừ gx cộng k2π. Như vậy thầy chuyển vế rút gọn ở phương trình trên là vô nghiệm, bởi vì 2x rút gọn 2x hết, không có gì để xài. Ở phương trình dưới thầy làm tắt một chút xíu, trừ 2x chuyển vế qua bên này là 4x, lát thầy sẽ chia 4. Chia 4 thì chỗ này là k2π chia 4 rút gọn là kb chia 2. Còn chỗ này là pi chuyển vế qua pi chia 3, pi mà trừ pi chia 3 rút gọn nhanh bấm máy tính là 2 pi chia 3. 2 pi chia 3 mà chia cho 4 thì bằng pi chia 6, được chưa tụi con? Rồi, xong cho tụi con nha. Thầy giải hơi nhanh tại vì đây là những bài toán cũ rồi, mình phải làm nhanh để tiết kiệm thời gian cho những phần còn lại. Tiếp tục phương trình này cũng vậy, thầy rút gọn nhanh ra được là sin của 2x trừ pi chia 4 thì bằng căn 3 chia 2, bằng căn 3 chia 2, và bấm máy tính shift sin cho thầy ra được kết quả là pi chia 3, được chưa tụi con? Và thầy ráp công thức cho nó nhanh, 2x bằng trừ pi chia 4 thì bằng pi chia 3 cộng k2π, và 2x trừ pi chia 4 bằng pi trừ pi chia 3 là 2pi chia 3 cộng k2π. Và thầy rút gọn ra kết quả, tụi con ghi vô giùm thầy. X sẽ bằng chuyển vế qua là 7pi chia cho 12 chia 2 là 7pi chia 24 cộng kp. Tương tự cái này cũng vậy, x sẽ bằng 2pi chia 3 chuyển vế qua cộng pi chia 4 thì thầy quy đồng lên là 488311, 11pi chia cho 12 chia 2 là 24 cộng kp. Rồi, tụi con rút gọn giùm thầy. Còn ở dưới phương trình này là phương trình mà chúng ta chuyển vế qua, nó có số lẻ rất là xấu. Vậy thì áp dụng công thức cho nghiệm là nghiệm A. ARC sin của trừ 1 phần 3 cộng K2B và B trừ ARC sin của trừ 1 phần 3 cộng K2B. Rồi, tụi con chép vào. Alo, các bạn hiểu hết bài này không tụi con ơi? Ca thì không kịp không nè. Alo. Ai hiểu được hết ba dạng này thầy đã dạy cho tụi con làm bài tập và cách trình bày cỡ kể, cách rút gọn tính nhanh. Bấm cho thầy con số 1 coi nè. Hiểu thì cho thầy con số 1. Tụi con đổi tên giùm cho cô Hiền đó, cô Hiền kiểm tra. Tụi sao lớp mình out ra mấy bạn rồi ta? Rồi, cos thì nghiệm là nghiệm đối.
3x cộng vị trí 6. Vị trí 6 trừ x cộng k2b. 3x cộng vị trí 6 bằng đổi dấu trừ trừ vị trí 6 cộng x cộng k2b. Và thầy rút gọn ra kết quả. Bên này chuyển vế qua là 4x chia 4, bị chia 6, bị chia 6 hết, còn lại bị chia 2, k bị chia 2. Tương tự bên này chuyển vế qua còn lại 2x lát chia 2, chuyển vế qua là trừ bị chia 6, trừ bị chia 6 chia 2 sẽ còn lại là trừ bị chia 6 cộng kb. Tiếp tục ở phương trình này cũng vậy. Thầy làm tắt cho tụi con học học không có chỗ nha. Nó sẽ là trừ căn 2 chia 2, bấm máy tính shift code sẽ ra 3b phần 4. Và thầy rút gọn nhanh ra được kết quả là bằng cái gì người ta? Bằng bi chia 4 trừ 2x 3 bi chia 4 cộng k2b. Bi chia 4 trừ 2x bằng trừ 3 bi chia 4 cộng k2b. Rồi tụi con tự rút gọn giùm thầy nha. Nhưng mà thôi thôi bài này để thầy rút gọn. Rút gọn bài này thì chắc chắn nó sẽ là số nó sẽ là số số âm ở chỗ hệ số nha tụi con. Bi chia 4 trừ 3 bi chia 4 là trừ 2 bi chia 4 là trừ bi chia 2, và lát hãy chia cho 2 nữa là trừ bi chia 4, và lát hãy chia 2 nữa là trừ kb. Lưu ý chỗ này nha thầy, trước x mang hệ số âm là lát rút gọn chỗ k nó phải có số âm. Tương tự cái này 2x cũng vậy, chuyển vế qua là bi chia ra bi chia 2 trừ 3 bi chia 4 chuyển qua là cộng, cộng 3 bi chia 4 cộng bi chia 4 là bi, và lát chia 2 là bằng bi chia 2 cộng đổi dấu là trừ kb. Rồi tương tự ở dưới chỗ này là thầy giải ra nghiệm là nghiệm A. X cộng bi 3 bi chia 3 bằng 3 phần 4, nên thầy viết tắt chỗ này nha con. Kết quả nghiệm đặc biệt luôn, x sẽ bằng cộng bằng trừ bi chia 3 chuyển vế qua này cộng trừ a cos của 3 phần 4 cộng k2b. Và làm tắt á, tại vì theo công thức ra là còn là a cos trừ 3 phần 4 và trừ a cos cộng 3 phần 4, nên thầy viết tắt là cộng trừ a cos 3 phần 4 và trừ bi chia 3 là do chuyển vế qua. Rồi tụi con hiểu bài không nè ta? Không sao rồi, bị điện thu màn hình rồi. Rồi 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 thầy chỉnh lại rồi. Rồi tụi con chép bài vào thầy dạng phương trình code, tụi con hiểu hết không? Khoa có hiểu không? Lâm Lâm Hữu Khoa. Hiểu thầy ơi. Ok, cảm ơn con. Khi mà thầy giảng bài mà tụi con không hiểu tụi con nhớ hỏi nha, đừng có im nha. Kiểu này các bạn có theo kịp không ta? Thấy được. Thầy 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 tính nhẩm kiểu này tụi con theo kịp không? Dạ nghe kịp nhưng mà ghi không kịp thầy ghi nhanh quá. Rồi rồi để thầy chờ tụi con chép nha. Dạ. Thầy ghi nhanh hả? Thầy ghi trên máy tính mà sao nhanh bằng tụi con được? Tụi con nhanh hơn thầy chứ. Tụi con ngồi nghe giảng làm sao mà nhanh bằng thầy được. Vậy hả? Xin lỗi con nha. Rồi bi chia 4 mà trừ bi chia 3 thì rút gọn ra là trừ bi chia cho 12 ha, trừ bi chia cho 12, và trừ bi chia 2 chia cho 2 là trừ bi chia 24. Rồi chép đi tụi con. Như vậy phương trình tan thì thầy cũng giải cho ba trường hợp cho tụi con rồi nha. Rồi tiếp theo là tới phương trình cô tan. Cô tan thầy giải ở trên rồi nè tụi con thấy không?
Nên ở dưới là cotang thầy rút gọn ra là x cộng b chia 4. 3 căn 3 mà chia cho 3 là còn căn 3, bấm shift tan cho tụi con. Cotang là bấm shift tan. Shift tan của một phần, như vậy thầy bấm mới tính ra được là bằng cotang của một phần căn 3 là bằng b chia 3. Nha. Ủa, một phần. À, là b chia 6, xin lỗi tụi con, b chia 6. Như vậy thầy ráp công thức ra x cộng b chia 4 bằng b chia 6 cộng kb. Vậy chúng ta rút gọn là bằng b chia 6 mà trừ cho b chia 4 là trừ b chia cho 12. Cộng kb rút gọn, còn tương tự ở dưới là phương trình ạ. Bằng 2 phần 5. Vậy mình được kết quả là gì? Hai x bằng cotang của 2/5 cộng kb, và lát hãy chia 2 ra, x bằng 1/2 cotang 2/5 cộng kb chia 2. Rồi. Đó là những phương trình cơ bản của cô ta. Rồi vô các bạn ơi, 9 giờ rồi. A T bình cộng B nhân T cộng C bằng 0 là một cái phương trình bậc 2. Như vậy với T có thể thay thế bởi các dạng như sau. Chúng ta thay thế là bằng sin của fx, hoặc có thể là cos của fx, hoặc là bằng tan fx, hoặc là bằng cotang fx. Và mình giải giống như một cái phương trình bậc hai bình thường nha tụi con. Thì bấm máy tính đây cho thầy thôi là xong. Rồi, bây giờ thầy cho ví dụ tụi con nè. Sin bình x 6 trừ sin x trừ 1 bằng 0. Rồi, tất cả các bạn chú ý cho thầy nè. Như vậy đây là một cái phương trình bậc 2 mà nó có cái sự giống nhau ở chữ sin. Vậy thầy đặt cho tụi con ẩn phụ là t bằng sin x, thì có phải thầy được một phương trình theo t là 6t bình trừ t trừ 1 bằng 0 không? Rồi, tới đây nè, thầy hỏi cả lớp nè, tới đây tụi con hiểu hay không hiểu nè? Hiểu thầy ơi. Hiểu ok, hiểu. tất cả có hiểu không nè? Hiểu. Rồi ok, cảm ơn tụi con rất là nhiều. Các bạn nào cảm thấy khó khăn không? Các bạn nào cảm thấy khó khăn chỗ này không nè? Không thì cho phép thầy qua nhanh nha. Rồi, như vậy có phải thầy bấm máy tính ra theo chữ T là ra một nghiệm bằng 1 phần 2 và một nghiệm bằng trừ 1 phần 3 không? Tụi con thực hành coi, con thử đúng hay không. Đúng rồi thầy. Rồi sau đó thầy thay chữ T trở lại là chữ sin, bởi vì mình giải cho chữ x mà tụi con. Rồi xong, bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Như vậy tới đây có phải là mình đã ráp công thức 4 phương trình cơ bản nãy giờ mình học không tụi con? Alo, đúng không các bạn? Dạ. Rồi tất cả các bạn hiểu không nè? Ai hiểu cho thầy con số 2 coi nè. Để thầy coi thử lớp mình bao nhiêu bạn gõ số 2. Rồi xin mời các bạn. Ô số ít thế nhở? Có nhiêu bạn hiểu à?
các bạn khác đâu. Rồi. Rồi. Rồi như đó là ok nha. Rồi như vậy tụi con thấy không? Cái việc mà tụi con đặt T là cái gì đó, rồi suy ra phương trình theo T, rồi bấm ra kết quả nghiệm T, rồi thế lại chữ sin. Như vậy cả lớp mình đã hiểu một cách thấu đáo rồi. Thì bây giờ thầy sẽ chỉ tụi con cách trình bày nó tiết kiệm thời gian hơn, là mình phải khỏi mất công mà làm lượm thượm. Như vậy tụi con coi nè, từ cái phương trình đầu tiên nè, thầy coi cái ẩn phụ thầy chính là chữ sin, nên thầy thế ngược lại là chữ sin luôn. Tụi con thấy không, kết quả nghiệm là chữ sin luôn. Và khi thầy bấm máy tính đó, là bấm thêm phương trình bậc 2 là 6 - 1 - 1, thì nó cho thầy ra kết quả luôn là 1/2 và -1/3. Như vậy mình rút gọn được nhiều bước, tụi con thấy không, bỏ luôn 3 bước luôn, mình làm trực tiếp kết quả luôn. Rồi thầy nói như vậy tụi con hiểu không nè? Dạ hiểu. Rồi, và dạ hiểu rồi. Và thầy bấm máy tính ship sin và thực hiện các công thức lượng giác cơ bản thầy đã dạy tụi con. Rồi, thầy cho thầy cho phép thầy giải đáp án luôn cho nhanh nè. Đó. Rồi, ở phương trình trên thầy có hai nghiệm là bi chia 6 cộng K2bi, và bi trừ bi chia 6 là rút gọn luôn là 5 bi chia 6. Thầy làm tắt chút xíu cho tụi con tính toán giùm thầy. Tắt mà tính toán tụi con tự tính được, tụi con không có hoang mang. Nghiệm 6 là arc sin của, rồi nó bị đứng hình nó rồi. Rồi, tụi con làm thầy ba phương trình tiếp theo ứng với những cái hàm là cos tan và cô tan. Rồi, thầy xin mời tụi con làm cho thầy trong vòng 10 phút nha. Bấm máy còn tính. Còn cái một cái là tên là Huỳnh Ngọc Lưu á thầy, thì đó là bạn bên Anh á. Ừ. Rồi, cô tan cos mình ra bấm tính ra hai nghiệm, một nghiệm là bằng 1, một nghiệm là -2/3. Như vậy màu của mình là ra nghiệm đặc biệt cho tụi con, khỏi cầm bấm máy tính. 2x bằng K2B. Còn hàng này là 2x bằng cộng trừ arccos. -2/3. Cộng K2B. Xong lát mình chia.
x bằng kb chia 2, còn thằng này là x bằng cộng trừ 1 phần 2. À, cos của trừ 2 phần 3. Cộng kb. Rồi, mình giải ra cho thầy kết quả như vậy nha. Rồi phương trình tan này thì được kết quả như thế nào? Ra tan x cộng b chia 3 bằng trừ 1. Tan của x cộng b chia 3 ra trừ căn 3. Chỗ này là mình bấm tính ra là shift tan, ra là trừ b chia 4. Còn chỗ này bấm tính ra là xiết tan của trừ pi chia 3. Rồi, sau đó tụi con tự giải kết quả ra giùm thầy nha. Thầy tính nhanh ra kết quả luôn, rút gọn luôn nè. Trừ pi chia 4 trừ pi chia 3 là trừ 7 pi chia 12. Trừ pi chia 3 trừ pi chia 3 là trừ 2 pi chia 3. Rồi, xong. Tương tự như phương trình cotan cũng vậy, tụi con nhớ giùm thầy. Cotan thì ra kết quả một nghiệm cotan bằng 1. Bấm shift tan 1 phần 1 cũng là bằng 1 luôn, là pi chia 4. Còn một cái cotan 3x bằng 0 thì chúng ta nhớ cho thầy, bằng 0 là một cái nghiệm rất là đặc biệt. Lưu ý bấm tính nếu mà shift tan có 1 phần thì không ra kết quả. Như vậy thầy có kết quả học thuộc thầy luôn. Cotan mà bằng 0 thì suy ra là bởi vậy rồi. Cotan fx mà bằng 0 nhớ thầy nha. Cổ sung nè. Fx sẽ bằng b chia 2 cộng kb, học thuộc thầy luôn. Và nó sẽ bằng b chia 2 cộng kb. Rồi mình chia cho 3. Rồi xong. Như vậy chúng ta xong được những cái phương trình cơ bản nha tụi con. Đó, mình bấm tính ra kết quả cơ bản. Đó là những cái bài toán phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 đối với một hàm lượng giác thôi. Một hàm lượng giác bao gồm gốc và cái hàm tên giống nhau. Và chúng ta bấm máy tính ra theo phương trình bậc 2 bình thường. Rồi các bạn chép bài vào giùm thầy. Xong rồi, bây giờ mình sẽ qua dạng tiếp theo. Ý nghĩa hả chị? Đã biết và chưa biết đúng không chị? Dạ luôn, mấy tính nó bị điên luôn à. Chán ghê.
thôi, thầy cho chúng ta ba dạng, ba phương trình, rồi thầy cho cả lớp suy nghĩ nha. A có hướng thì chúng ta hợp tác và hướng dẫn cho thầy làm. Ok. Tụi con làm được bài này không à? Thầy nghe Kỳ An làm thử câu 1 đi. Bạn từ từ hỏi bạn Kỳ An, cái Kỳ An nhắn tin thầy gì vậy Kỳ An? Rồi con làm bài câu 1 đi con. Câu 1 làm sao con? Dạ đổi cốt bình 2x ra bằng 1 trừ cho sin bình 2x này. Đúng rồi, đổi cốt bình ra là bằng 1 trừ sin bình 2x cộng cho 2 sin 2x cộng 2. Rồi, cảm ơn con, rất là chính xác. Như vậy đối với dạng này tụi con nhớ cho thầy ba bài tập này thầy cho tụi con thấy tuy nó có khác hàm một chút xíu. Đối với cái dạng đầu tiên thầy dạy được con là cái dạng cơ bản, là toàn bộ cái hàm nó giống nhau và toàn bộ cái gốc nó cũng y chang luôn. Nói chung nó giống nhau hoàn toàn hết về tên hàm, về gốc. Nhưng mà đối với cái bài bắt đầu dạng là phương trình biến đổi. Biến đổi có nghĩa là mình phải dùng thêm một chút xíu công thức để biến đổi về cái dạng cơ bản nãy giờ mình đã học. Thấy không? Biến đổi. Như vậy đối với bài này thầy thảo là gì nè? Cos bình 2x sin 2x, như vậy tạm thời mình thấy góc thì giống nhau 2x. Đó thì con thấy bài dưới cũng vậy, góc giống nhau là x hết. Bài cuối cùng cũng vậy, giống nhau là x hết. Nó chỉ khác nhau là cái tên hàm thôi. Bài này có chữ cos với chữ sin, bài này có chữ sin với chữ cos, bài này có chữ tan với cô tan. Như vậy vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta thấy dạng 1 của mình là gì? Cùng góc. Biến đổi nhưng mà đơn giản nó cùng góc. Cùng góc thì tụi con nhớ thầy 6 công thức cơ bản. À, 6 công thức cơ bản. Nghe tụi con, 6 công thức cơ bản. Thì tụi con sử dụng những công thức cơ bản. Công thức cơ bản đầu tiên bạn đã phát biểu cho thầy đó là gì? 1 trừ sin bình chính là cos bình. Và bạn rút gọn cho thầy trừ sin bình 2x cộng 2 sin 2x cộng 3 bằng 0. Tới đây thầy không giải nữa, tụi con tự giải giống như ở trên. Tương tự bài dưới nè con, bạn đã phát biểu thầy luôn nè. Bạn nó tên gì ta? Dạ Trương hả? Mời Trương nè, tiếp tục đi Trương. Dạ đổi ra là 1 trừ cho 3 cos bình. Rồi đúng rồi. Có nghĩa là bài ở trên á, thì cos bình mình chuyển thành 1 trừ sin bình. Nhưng bài ở dưới á, lại cho tụi con thấy là vừa có sin bình vừa có cos bình. Vậy tụi con lựa cái nào? Như vậy lựa quan trọng là tụi con biến đổi theo cái thằng sin mũ 1. Lưu ý thầy, thằng này thằng quan trọng nè. Như vậy thầy có được kết quả là 2 sin thầy giữ nguyên, sin bình giữ nguyên, cộng 4 sin giữ nguyên. Như vậy thằng kia chuyển qua là trừ 3, cos bình là bằng 1 trừ sin bình. Rồi, tụi con tự rút gọn giúp thầy nha, thầy rút gọn nhanh. 5 sin bình x cộng 4 sin x trừ 3 bằng 0. Tụi con tự giải giùm thầy. Còn phương trình cuối cùng sau khoa sau sau trương, có phải mình chuyển tan về cotan không con, hoặc là cotan về tan đúng không nè? Rồi quy đồng bằng công thức nghịch đảo cotan bằng 1 phần tan. Rồi quy đồng lên cho thầy là xong. Bỏ mẫu luôn. Rồi xong. Rồi, tụi con về nhà tiếp tục làm cho thầy kết quả cuối cùng cho từng dạng, từng bài. Rồi, như vậy hôm nay thầy dạy tụi con những quy trình lượng giác cơ bản về phương trình bậc 2. Rồi, sau đó thầy dạy tụi con dạng đầu tiên của cái dạng biến đổi về phương trình bậc 2, đó là dạng cùng góc. Đó là cái dạng cùng góc. Nhưng tụi con, cùng góc thì dùng 6 công thức lượng giác cơ bản. Sin bình bằng 1 trừ cos bình bằng 1 trừ sin bình, và tan bằng 1 phần cotan, cotan bằng 1 phần tan. Như vậy chúng ta lưu ý thầy còn 2 công thức nữa, thầy sẽ cho bài tập ha.
một cộng tan bình bằng một phần cos bình và một cộng cô tan bình bằng một phần sin bình. Và thầy cho là cô bài tập đó gì nhà cô làm cho thầy nha, câu số 4. Em gửi cái ý nghĩa qua cho chị nha chị Hà. Em thấy này chị ơi. Rồi, ok tụi con. Chép bài cho thầy. Rồi tụi con chép bài xong thầy sẽ gửi cho tụi con cái video này cho tụi con về coi lại, cho các bạn nào hôm nay có thể vắng học thì coi lại nha. Rồi thầy chào cả lớp. Thầy chuẩn bị dạy qua mấy anh chị 12. Rồi thầy chào tụi con nha.